Chào anh em và các bạn ha, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chí Vlog ha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cách mà thợ cơ khí đắp hàng một cây dên đôn nha anh em. Đó, nói chung thì dên đôn thì có từ rất lâu ha, nói chung hồi mới có xe Honda là nói chung là các anh thợ đã làm ra cây dên đôn nha anh em. Thì bây giờ nói chung là dên đôn cũng ít người xài ha. Thì bây giờ kinh tế hội nhập thì các nước phát triển thì nói chung là nhiều tiệm bán phụ tùng giờ bán dên, nói chung là dên đôn có sẵn, dên mới anh em thì nó đủ loại luôn, thì chỉ cần bỏ tiền ra là sở hữu một cây ưng ý ha. Vì vậy hôm nay mình quay cho anh em xem chủ yếu giải trí vui là chính nha anh em, để anh em biết được, anh em thợ rồi ha, biết được cách gia công một cây dên đôn nó cực đến cỡ nào nha anh em. Nó thì nói chung gia công là nó cũng trải qua nhiều giai đoạn nha anh em. Thì thứ nhất là mình đó phải đắp hàng ha, mình dời cái lỗ ắc ra nha anh em. Đó thì nói chung đối với những cây dên mà dên bự sẵn mình chỉ cần dời lỗ ắc ha, còn dên nhỏ thì mình có thể mình đắp búa. Nói chung dên nhỏ nếu mà ra 1-2 ly thì mình đắp búa, nếu mà dên nhỏ quá thì muốn ra lớn nhiều anh em thì mình sẽ kiềng búa ha. Đó mình sẽ quay cho anh em cách đắp hàng ha, nói chung là xem vui ha anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cho cây rim bình thường nha anh em. Nó cây dên rim bình thường thì nói chung cái độ ly tâm từ từ cái lỗ này nè anh em, từ cái lỗ ngay cho hộp đạn là cái tâm của nó ha, tới cái nửa cái lỗ của ắc này A25 là nó khoảng nói chung là nó zin nó khoảng 20.5 em gem nha anh em. Nhưng mà mình đo từ mí này nè anh em, qua mí này thì nói chung cái dên này 4 ly ha, cao hơn zin đấy ha. Thì bây giờ mình sẽ đắp từ mí này ra, mình dời ra cái dên này mình đắp sẽ ra 7 ly nha anh em. Búa này búa 90 ha, đường kính này. Thì bây giờ mình sẽ đắp ra 92 nha anh em. Thì mời anh em và các bạn xem mình làm ha.
Rồi ok, mình đã hàn xong rồi các bạn ơi. Thì nói chung hàn hai cái búa trên này các bạn, từ lúc mình đắp tới giờ nói chung là khoảng 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Nói chung từ ngồi suốt luôn á, hàn khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ là mới xong nha các bạn. Chung làm cái búa doanh này rất cực luôn ha. Đó thì nói chung là mình đã đắp dời cái lỗ ra đây nè các bạn. Đó mình đắp búa dày thêm ha. Đắp dày thêm chiều này luôn. Đó thì nói chung là mình đắp cái miệng này, mình sửa cái miệng này lại luôn các bạn. Hai bên đây nè cho nó thẳng cầm. Đó. Đó mình đắp nói chung là ai ít đắp mà đắp một lần thì lên vớt nó sẽ thiếu và bị bọt nhiều lắm nha các bạn. Đó, mình đắp quen thì có thể mình bắt lên bắt xuống khoảng một cũng 1-2 lần, nhiều khi nó bị thiếu các bạn. Nó cái búa này bị búa 90, mình lên có 2 ly nha các bạn, 92 thì nó có 2 ly, nó nhỏ mình đắp hàng lên là ok. Đó, phải nó từ nó 92 mà các bạn lên 90 mà các bạn lên 100 thì các bạn có thể kiềng vòng vòng đây ha. Đó, các bạn hàng nó ít hơn. Đó, như búa này búa lên cũng ít thì mình đắp thôi các bạn ơi. Đó thì nói chung là video tiếp theo mình sẽ làm vớt búa dên cho nó thẩm mỹ đẹp lại nha các bạn. Thì các bạn đón xem ha. Thì video mình tới đây xin được kết thúc nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn trên video sau của mình ha. Rồi chào các bạn nha.